mọi người. Xin chào. Hello. Có ai xem chưa nhỏ? Lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau, chiều gió đông mùa về thêm rét buốt, nỗi nhớ anh đêm ngày làm con tim em lên tiếng. Dù cho anh đã cách xa như ngàn mây trôi, dù tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi, mình em vẫn chờ chờ ngày. Đã có 1.100 người cùng xem. Hello. Đang cày view MV hả? Hôm nay có ai? Sao mọi người không thấy ai comment hết nhở? Mọi người đã xem MV chưa? Và mọi người có thắc mắc gì muốn hỏi Hòa không? Một bạn có Facebook là Trịnh Minh Quang ấy thì hỏi là ôm anh Lý Bình có thích không? Thì tại vì anh ấy cũng tập gym ấy, cho nên là cái vú nó cũng khá là cứng. À, phải gọi là chắc chắn chứ. À, cũng tạo gọi là một điểm tựa cho mi. Chưa ngay bất ngờ anh về lại bên em, và rồi anh sẽ thấy ra em lòng đơn côi, giờ tìm đâu một người mãi bên đời, thì thôi nơi ấy anh có mỗi bên về đây bên em. Em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn đắm say. Tập gym ấy, G-Y-M, không phải là gym mà là gym. Gym chứ không phải là gym. Chị quay MV trong vòng 2 ngày. Sao nhỉ? Tức là cái buổi tối ngày 1 đấy, thì cả đoàn và ekip cùng đi về Đà Lạt đúng không? Thì 6 giờ sáng đã có mặt Đà Lạt rồi. Thì mọi người xuống chỗ nhà vệ sinh của cái bến xe để đánh răng rửa mặt. Sau đó thì ăn sáng trên xe và mọi người đi quay luôn. Mọi người cũng không được nghỉ một tí nào cả. Để quay hết sau một ngày mùng 2 đến 4 giờ sáng ngày mùng 3 thì Hòa đã phải dậy để make up tiếp và đi quay nguyên một ngày mùng 3 nữa, và sau đó thì mọi người cùng trở về. Hello my manager, what are you doing now? I miss you. Yeah, bạn Trịnh Minh Quang này khá là vui tính nha. Hình như bạn ấy là một hot Instagram tên là Han Wang.
Tại vì thực ra thì bây giờ Hòa đang PR cho bài hát mới mới ra mắt, cho nên là Hòa sẽ chỉ bật bài hát của Hòa thôi. À, Hòa vừa đi làm về cho nên là mặt vẫn đang make up, và nhân tiện là make up xinh đẹp thì live stream luôn. Sao mọi người không có nhiều câu hỏi để đặt cho Hòa nhỉ? Mọi người nhớ share clip, share MV cho Hòa nha. Đoạn nào khó nhất trong MV hả? Tại vì là có một cái đoạn mà Hòa nằm ở cái bè ấy, mọi người có thấy không? Cái đoạn bè đấy thì lúc đấy thời tiết của Đà Lạt á, ban ngày thì nó rất là nóng, đêm thì nó lại rất là lạnh, và cái lúc đấy thì cái hơi nước nó bốc lên cộng với cái là tre nằm trên đấy thì nó rất là nóng, và đặc biệt là nắng nữa, cho nên là cái cảnh đấy Hòa cũng không biết bơi nữa, khá là sợ nước, cũng như là bị nắng quá, và bị tất cả ekip trong đoàn phim đều bị cháy da rất là nhiều. Thực ra thì Hòa đã bị suýt chết đuối 2 lần, cho nên là Hòa khá là sợ nước. Chị vừa đi quay về là chị đang đeo len. Hòa cảm thấy rất là yêu bài hát này, cũng như là rất là yêu MV này. Không có điều gì để Hòa phải thất vọng cả, bởi vì là mọi người biết sao, thì tất cả không chỉ có Hòa đâu mà có rất là nhiều người mới giúp Hòa có thể hoàn thành xong MV này á. Cảm ơn đại gia đình nhà Liều cũng như là tất cả mọi người rất là nhiều vì đã giúp Hòa đạt được 1 triệu lượt nghe trên Zing MP3 rồi, và bây giờ thì bài hát cũng đã lọt vào bài hát hot, cũng như là sắp tới bài hát này thì là một ca khúc giống như là Hòa là một món quà Hòa gửi tặng tất cả mọi người, là một ca khúc ballad. Nó không phải là cái dòng nhạc mà Hòa đã định hướng và quyết định theo đuổi ở những thông báo mà Hòa đã thông báo vào cuối năm 2016. Và Hòa hy vọng là sau sản phẩm này thì mình sẽ tiếp tục tập trung vào sản phẩm âm nhạc, tiếp tục mang dấu ấn của Hòa Minzy hơn. Giống như ăn gì đây vậy? Phần 2 của Vì Anh Là Của Em thì Hòa thật sự rất là mong muốn có thể thực hiện, và Hòa sẽ sớm đề bạt ý kiến lên ekip của mình, cho nên là mọi người hãy chờ đợi. Làm ra một sản phẩm thì chúng ta cần có rất là nhiều thời gian để có thể đầu tư chất xám cũng như là vật chất. Nên mọi người hãy chờ đợi nha, và Hòa hy vọng mọi người cũng sẽ không thất vọng giống như MV lần này. Em nhớ hình ảnh Hòa con trai. Thật sự thì Hòa vẫn mạnh mẽ, và nhưng mà Hòa mạnh mẽ theo một cách khác. Hòa phải nói là sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, mọi người yên tâm. Tất nhiên là song song đó thì sẽ vẫn có rất là nhiều những ca khúc ballad dành tặng cho mọi người, và Hòa sẽ cố gắng. Hòa đang đi học thanh nhạc rồi, Hòa sẽ cố gắng để hát thật hay hơn. Vì Hòa biết là trong sản phẩm lần này thì có những đoạn mà mình vẫn chưa thể hiện tốt đấy. Hòa sẽ học cố gắng nhiều hơn để có thể hát hay hơn. Có tiếp tục đóng phim nữa không ạ? Hiện tại thì chị nghĩ là bản thân mình sẽ tập trung vào âm nhạc nhiều hơn.
Tại vì riêng năm ngoái là chị đã đầu tư hết thời gian vào tất cả các game show, ví dụ như gương mặt thân quen, cũng như là tham gia một bộ phim, là bộ phim hình nhân á. Cho nên là năm nay thì chị phải đầu tư nhiều thời gian của mình hơn cho những sản phẩm âm nhạc, bởi vì mình là ca sĩ mà. Đúng không? Bây giờ thì đã là 8 giờ 12 phút rồi và đây không phải là giờ ăn tối của Hòa. Hòa không ăn sau 6 giờ buổi tối. Chắc là mọi người xem MV xong thì sẽ cảm nhận được rõ bài hát hơn đúng không? Sẽ cảm thấy bài hát hay hơn. Hy vọng là thế. Mọi người đã share MV cho Hòa chưa nào? Làm sao để lầy giống chị á? Thật sự ấy, cái lầy, tức là bản thân tính cách của chị như vậy là từ nhỏ rồi, chứ không phải là chị cố tình như thế. Tường Huy đang ở đâu nè? Chưa thấy share clip cho em nè. À, bạn Trịnh Minh Quang lại xuất hiện rồi nè. Bạn Trịnh Minh Quang, ôi, thì mình có một nhóm mà mình hay cover trên YouTube ấy. Thì mình hy vọng là ba đứa mình sẽ hát tiếp ca khúc Tìm Một Nửa Cô Đơn của Hòa Minh Di nha. Giáp Lê Tú kìa. Họ không ăn tối anh ạ. Em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn, đắm say. Cảm giác kiss diễn viên nam. Sao nhở? Hoa chỉ hôn vờ thôi. Không phải hôn thật đâu. Chà, fan của Hoài đang cảm thấy rất là ghen đấy. Nhưng mà mọi người đừng ghen nữa nha, vì không phải là hôn thật đâu. Mỹ cả mọi người biết sao không? Anh Lý Bình là một diễn viên rất là truyền cảm hứng cho người khác. Cho nên là anh nói là Hoài chỉ cần việc đứng im thôi, còn việc còn lại thì hãy để anh lo. Hoặc cái việc đứng im biểu diễn hết cảm xúc của mình, còn lại thì anh ấy sẽ lo làm sao để góc quay được đẹp. Chị cười khủng khiếp ghê luôn đó. Lần đầu em mới nghe hồi... Ôi, giọng cười của chị phải nói là đặc trưng luôn. Và đấy là gọi là đặc sản của fan club của chị. Mặc dù là có rất là nhiều người nếu mà lần đầu tiên nghe thì sẽ cảm thấy vô duyên lắm đấy. Trời ơi, chưa xem clip nữa. Hãy là share ngay lập tức đi. Và để chế độ công khai nha. Anh có mỏi mệt về đây bên em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn đắm say. Mọi người nếu mà mọi người cảm thích thấy yêu thích bài hát này thì hãy lên Zing MP3 và sau đó bật beat của bài hát lên và cover bài hát này nha. Mong rằng là từ bây giờ sau sản phẩm này đến tất cả những sản phẩm sau và tất cả những hình ảnh ở các phương tiện truyền thông thì Hòa sẽ cố gắng để đẹp nhất có thể. Dù tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi, mình em vẫn chờ ngày bất ngờ anh về lại bên em. Lòng đơn côi giờ tìm đâu một người mới bên đời thì thôi đời ấy anh có mỏi mệt về đây bên em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn đắm say.
Mọi rất là mong mai sau sẽ có một buổi thật là sớm để Hoàng có thể live bài hát này trước các bạn fan của mình. Thì thôi đây ấy, hoa có mỏi mệt về đây bên phân, phân vẫn sẽ yêu hoa nồng nàn đắm say. Phan nhớ hát như thế nha, nhớ thuộc bài hát này nha. Đúng rồi, chị đi quay từ trưa đến tận 5 giờ mới xong. Và chị về nhà chị livestream luôn. Hoa cũng rất là thích hát live vì mỗi lần vào phòng thu thì cảm thấy mình bị hơi bị mất cảm xúc xúc nhiều, với cả là không mình cảm thấy bị gò bó ấy. Thế là mình nghe lại cũng cảm thấy có rất là nhiều chỗ nó bị bí giọng ấy. Nhưng mà khi mà mình ra hát live thì nó sẽ tốt hơn. Và đây là mọi người hãy xem MV để có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe bài hát này nhá. Giọng chị thật sự vốn rất hay, mong chị sẽ có một sản phẩm âm nhạc thật chất lượng thành hit hit nhé. À, cảm ơn em, nhưng mà biết sao không? Là chị ngày trước ấy thì chị hay nói mọi hay nên nói bản thân mình là phải tìm một nhạc sĩ đó nổi tiếng và tạo ra được nhiều bản hit, sau đó thì mua bài hát của các anh chị và mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ có hit. Nhưng mà điều đó không xảy ra. Cho nên là bây giờ thì Hòa chỉ biết cố gắng thôi. Và mỗi sản phẩm thì Hòa làm ra thì sẽ đều cố gắng để có thể có chất lượng tốt nhất. Còn việc mà nói rằng là bài này sẽ là hit hoặc là bài này như kia thì Hòa thật là nó hơi khó, bởi vì nó còn nhờ sự may mắn cũng như là rất nhiều yếu tố nữa. Mong mọi người hãy ủng hộ hết mình cho tất cả những gì sản phẩm của Hòa cũng như ekip của Hòa đã cố gắng làm ra nha. Cảm ơn mọi người. Thật sự thì nếu mà là fan của Hòa thì khi mà Hòa ra bài hát gì cũng thích thôi. Nhưng mà đối với những vị khán giả mà họ là những người nghe nhạc thôi thì họ sẽ có ý kiến để đóng góp cho mình chứ. Và mình sẽ phải tiếp thu cũng như là cố gắng để làm sao làm tốt hơn. Mà dù sao thì vẫn rất là cảm thấy may mắn vì mình vẫn có những người fan rất là trung thành bên cạnh mình, tin tưởng mình. Người đồng nghiệp nào mà chị muốn làm việc cùng á? Nếu mà là người đồng nghiệp, nói là đồng nghiệp thì chị cũng không biết là như nào, bởi vì là từ trên giờ sản phẩm mà kết hợp của Hòa thì chắc là có sản phẩm Hòa kết hợp với anh Mr. T, bài hát Ăn Gì Đây, là còn họ nghĩ đấy là một bài hit của mình, bởi vì rất là nhiều người biết cái bài hát đó. Và đi đến đâu thì mọi người cũng bảo là con bé bán bánh giò. Điều đáng khác biệt giữa đóng góp và vùi dập, đúng không? Câu này rất là hay này. Tức là khi mà mình đóng góp một ý kiến với một người khác ấy, thì Hoàng nghĩ là những cái lời mà mình nói ra thì nó có cái chừng mực, cũng như là những cái lời góp ý nó phải chính xác. Còn vùi dập là giống như dùng hết những cái lời lẽ mà đôi khi nó không đúng sự thật, cũng như là nó quá là xúc phạm người khác. Ờ
Hòa rất là mong sẽ nhận được những bản cover của mọi người. Bây giờ thì mình cứ cố gắng thôi mà đúng không mọi người? Nhỡ đâu bài hát tiếp theo sẽ là hit, hoặc là nhỡ đâu phải đến tận 1-2 năm nữa mới có hit thì sao? Bây giờ cứ cố gắng ra được sản phẩm nào thật tốt nhất thì ra thôi. Mọi người đang làm gì vậy nè? Hãy xem clip MV của Hòa thật nhiều nha, vào trang cá nhân của Hòa này nè. Hòa đã up lên rồi đó. MV quay đâu đẹp vậy chị? Chị quay MV tại Đà Lạt ngày trước ấy, khi mà clip của anh Xuân Tùng đúng không? Quay thì nó trở thành một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng. Thì clip của Hòa cũng có rất là nhiều cảnh đẹp, mọi người hãy đến đấy thật nhiều. Để chỗ Hòa quay cũng thành địa điểm du lịch nổi tiếng nha. Nơi ấy vẫn có mỏi mệt, về đây bên hoa đúng rồi, cho nên là bài hát duy nhất mà chị cảm thấy là rất là nhiều người biết đó chính là ăn gì đây. Cái câu ăn gì đây của chị rất là nhiều người biết. Cho nên là vào cuối năm 2016 thì như mọi người cũng đã biết, nếu mà mọi người quan tâm Hòa thì mọi người cũng sẽ biết là Hòa đã quyết định thay đổi và trở về với phong cách gần với mình nhất. Mặc dù là phong cách đó có thể là không phải ai cũng thích, nhưng mà mọi người biết vì sao không? Được là chính mình và được là cái gì mà khán giả nhớ đến mình nhiều nhất ấy, thì mình sẽ dễ để lại ấn tượng hơn. Ví dụ như là bài hát đấy là kiểu hát của Hòa Minzy đấy, nó phải như thế. Kiểu như trong bài ăn gì đây là Hòa đã hát cái cách hát của Hòa pha giữa nhạc pop và nhạc underground rap cùng với dân ca. Cho nên là đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Ngoài ballad ra thì chị còn rất là thích hát dân ca này. Nhạc đỏ. Sau khi tìm hiểu qua chương trình Gương Mặt Thân Quen thì chị cũng rất thích cải lương nữa. Chị còn thích nhạc underground. Ngày trước thì chị hay kiểu trang điểm mà này kia, nhưng mà cuối cùng chị rút cuộc lại thì trang điểm nhẹ nhàng là hợp với chị nhất. Cho nên là gần đây tất cả những sự kiện mà chị mà đã tự làm stylist ấy, là chị cũng make up rất là nhẹ nhàng thôi. Quan họ ạ? Quan họ thì là ở nơi mà em sinh ra, cho nên là em cảm thấy rất là yêu thích nó. Sắp tới ngày 26 tháng 3 rồi, có ở đâu tổ chức văn nghệ gì không? Trong tất cả những bài hát của chị chị hát chị thích nhất bài này, bài gửi. Ăn gì đây? Mưa nhớ. Tự nhiên buồn. Vì anh là của em. Sống không hối tiếc. Chị chung công ty quản lý blogger. Đúng rồi. Ngày trước anh Châu Đăng Khoa có viết cho chị một ca khúc và chị cũng đã hát demo bài hát đó rồi, nhưng mà hiện tại thì chị chưa thể thực hiện bài hát đó. Mọi người thích bài đấy hả? MV đẹp lắm chị ơi. Ý, cảm ơn nha.
chị có vấp phải khó khăn gì khi quay MV không ạ? Nói không phải là đùa hay là gì đâu, nhưng mà mọi người biết sao là ngày quay MV là họ bị đau bụng. Thế nên là ngoài việc đau bụng ra thì cái gì cũng tốt hết, bởi vì ekip rất là vui và Hòa thì cười nguyên cả hai ngày quay MV luôn, cho nên là không có cảm thấy gì. Tại vì chị ơi, chị em thấy chị hát live rất hay, nhưng mà không hiểu sao khi thu âm thành bài hát thì nghe giọng kiểu mọc nhiều chữ bị chua. Bài hát và MV rất ok, nhưng mình nó thấy nó vẫn chưa đủ với chất giọng tốt của Hòa, mong đợi sản phẩm hay hơn. Cảm ơn mọi người. Và nói chung là một ca sĩ mà được khen hát live hay thì đấy là một cái rất là hạnh phúc rồi. Còn lại thì cái việc mà Hòa nghĩ là Hòa sẽ phải trau dồi cái việc hát trong phòng thu nhiều hơn, vì cái kỹ thuật khi mà mình hát trong phòng thu nó rất là khác khi mà mình hát bên ngoài mọi người ạ. Cho nên là Hòa cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vì mình chưa quen và mình cũng không có vẻ như là không hợp phòng thu cho lắm. Lần sau đóng với anh rocker đi. Mọi người biết anh rocker cao như nào không? Hòa đứng chỉ đến nách anh ý thôi. Mà với cả thật ra Hòa thấy diễn viên nam trong MV lần này của Hòa thật sự rất rất là hợp với Hòa. Tại vì là hợp theo kiểu tính cách bên ngoài ấy, cho nên là lúc mà quay với nhau rất là vui vẻ, và lên hình thì nhìn hợp mà đúng không? Rất là lãng mạn. À không, chị ra MV rồi thì sao họp báo gì nữa? Mong có một ngày gần nhất dì sẽ về Bắc Ninh chỗ em. Trời ơi, chị về Bắc Ninh rất nhiều lần rồi mà. Quê chị Bắc Ninh mà. Bài mới ý hát live đi hả? Ok, chắc là đợi nốt cái lần phát này họ sẽ hát live bài hát này cho mọi người nghe nha. Tại vì lúc Hòa hát thì nhìn mặt Hòa nó không được đẹp cho lắm. Luôn mọi người kêu là như là giận ấy. Mà đấy là do quen. Mới cả là thực ra như kiểu là không phải là một người mà đẹp trai thì sẽ quay tốt đâu, mà phải hợp với mình nữa cơ. Bao giờ chị về Hải Dương? Hải Dương là quê bà nội chị đó. Chí Linh, Hải Dương. Hôm nay chị đi quay Người Bí Ẩn với anh Thanh Duy, vui lắm á. Mọi người đợi trên TV nha. Ở đây kể thử hát live mọi người nghe nha. Mọi người đang xem live cũng hát theo Hòa nha. Trong màn đêm chỉ riêng mình em nhớ anh, bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh, có lẽ giờ em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi trên phím đàn, tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên anh, chắc bởi vì anh đã mãi xa.
Thật lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau. Chiều gió đông mùa về thêm rét buốt, nỗi nhớ anh đêm ngày làm con tim em lên tiếng. Dù cho anh đã cách xa như ngàn mây trôi, dù tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi, mình em vẫn chờ, chờ ngày bất ngờ anh về lại bên em. Và rồi anh sẽ thấy xa em lòng đơn côi, giờ tìm đâu một người mới bên đời. Thì thôi nơi ấy anh có mối mệt, về đây bên em, em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn đắm say. Trong màn đêm chỉ riêng mình em nhớ anh, bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh. Có lẽ rằng em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi trên phím đàn, tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên anh. Chắc bởi vì anh đã mãi xa. Thật lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau. Chiều gió đông mùa về thêm rét buốt, nỗi nhớ anh đêm ngày làm con tim em lên tiếng. Dù cho anh đã cách xa như ngàn mây trôi, dù tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi, mình em vẫn chờ, chờ ngày bất ngờ anh về lại bên em. Và rồi anh sẽ thấy xa em lòng đơn côi, giờ tìm đâu một người mới bên đời. Thì thôi nơi ấy anh có mọi bề, về đây bên em vẫn sẽ yêu thương nồng nàn đắm say. Phần 2 của Vì Anh Là Của Em đúng không? Thì chị mong là Hiệp sẽ vẫn tham gia. Bởi vì giờ thì chị sẽ đang trực thuộc một công ty quản lý và không thể nào mà tự quyết định tất cả những cái kế hoạch của mình được. Phải tôn trọng ekip thì mọi người mới làm việc cùng nhau được. Thật là tốt. Hello mọi người.
Sinh nhật năm nay thì chị đã hứa với FC Miền Trung là sẽ thể tổ chức đúng ngày sinh nhật của mình ở FC Miền Trung. Bởi vì năm ngoái thì đã tổ chức tại FC Miền Bắc và năm trước nữa thì đã tổ chức tại FC Miền Nam. Đây là Miền Trung năm nay thì chị sẽ hy vọng là chị sẽ lên ý tưởng cũng như là bàn bạc với kế hoạch của ekip là sẽ họp fan fan meeting sinh nhật tại Miền Trung. Có thể là Đà Nẵng hoặc là Huế nhá. Phạm Anh Duy, anh đang ở đâu? Sao anh về mà anh không nói em? Phạm Anh Duy cũng là một ca sĩ đang trực thuộc cùng công ty quản lý của Hòa đó. Và mọi người hãy ủng hộ anh Duy nha. Sắp tới thì anh Duy sẽ ra MV mới đón bình minh. Và cái sản phẩm này cũng do công ty của Hòa tổ chức đó, làm đó. Đang đang làm mọi người hay ủng hộ anh Duy nha. Facebook của anh ý đang comment kìa. Mọi người hãy follow anh ý và ủng hộ anh ý. Ba điều chị yêu thích và một điều chị muốn thay đổi bản thân chị hả? Ba điều mà chị yêu thích bản thân chị đó chính là điên. Vì không phải là ai điên mà mọi người cũng thích. Thêm một điều nữa thì đó chính là có đam mê với âm nhạc. Vì một người có đam mê với âm nhạc thì nó sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Một điều nữa thì có thể là chị khá đáng yêu. Chị làm mũi. Trời ơi, mũi chị ấy không hiểu sao lại đẹp như thế. Thật thề. Không phải mình tự khen mà tự dưng mọi người nói mình làm mũi mà. Cào hả? Làm mũi đó. Cái tính cách của Hòa ấy thì nếu mà mọi người tiếp xúc lần đầu thì có thể chưa quen đấy, nhưng mà nếu mà gặp Hòa bên ngoài hoặc là mình tiếp xúc nhiều thì mọi người sẽ hiểu Hòa hơn và mọi người sẽ cảm thấy dễ mến hơn, vì Hòa là một người rất là dễ gần ở bên ngoài. Thì có rất là nhiều lần Hòa đi ra ngoài thì khoảng 100 người thì có khoảng tầm 10 đến 20 người nhận ra mình thôi. Nhưng mà mọi người đôi khi muốn chụp hình cùng ấy mà khá là ngại. Nhưng mà Hòa xuống sân khấu cái Hòa người là người bình thường, là Hòa dễ gần lắm. Trong showbiz chị chơi thân với những ai hả? Trong showbiz thì chị chơi thân cùng với chị Hương Giang Idol, anh Duy Khánh này, các anh chị trong lớp học Vương Nhộn, các anh chị trong học viện Ngôi Sao, các anh chị trong Gương Mặt Thân Quen. Nhưng mà không phải Hòa kiểu Hòa vui vui thế, nhưng mà Hòa lại không thích đi chơi. Ý là đi du lịch thì mình tự mình đi thì mình xả stress thôi. Còn Hòa chỉ thích ở nhà thôi. Kiểu như là 4 ngày liền Hòa ở im trong phòng như này, không đi ra ngoài luôn. Có nhiều người mới xem clip quá nè. Mọi người hãy ủng hộ MV Tìm Một Nửa Cô Đơn của Hòa và share clip thật nhiều nhá. Thả tim vào cái livestream này đi. Oh.
Hòa có định ra song ca với ai? Hiện tại thì chắc có lẽ thì Hòa với những sản phẩm của mình ấy, sản phẩm chính thức của mình ấy, thì mình sẽ vẫn hát solo để khẳng định tên tuổi của mình trước đã. Chị có tự nhận là mình thành công á? Đối với bản thân Hòa, đối với chính bản thân Hòa thôi, thì Hòa đã vượt lên chính bản thân mình rất là nhiều. Và đối với mình thì năm 2016 là một năm rất là thành công, đối với bản thân mình thôi nha, chứ không phải là thành tích, thành công so với mọi người. Hòa đã tham gia gương mặt thân quen, và cái điều mà sung sướng và vui mừng nhất đó chính là mọi người ủng hộ rất là nhiều, thí sinh được yêu thích nhất mà. Song song đó, qua chương trình thì cái thiện cảm của mọi người đối với Hòa là rất là nhiều. Ở đây có ai xem Gương Mặt Thân Quen không ạ? Thêm nữa thì Hòa đầu năm thì Hòa đã cho ra version 2 của Ăn Gì Đây này. Cuối năm thì Hòa đã cho ra sản phẩm Số Không Ngồi Tiếp, cũng như là comeback lại với hình ảnh của mình. Và đặc biệt là đó chính là cái phim ngắn Vì Anh Là Của Em do chính Hòa đạo diễn và sản xuất, viết kịch bản, làm MV, ca sĩ luôn, đội hậu cần luôn, mua từng bữa cơm cho mọi người. Nay trang điểm ảo thế á. Ôi, hôm nay là Hòa trang điểm rất là nhẹ luôn á. Mọi người biết sao? Vì Hòa chị đeo len rồi nha. Thực ra thì mắt Hòa cũng rất là nâu đó, nhưng mà Hòa đeo len và để cho nó lấp lánh hơn thôi. Hòa đâu có trang điểm gì đâu. Đây là kẻ đầy mắt màu nọ, màu cam nhá. Xong Hòa chút mascara, Hòa còn không dán mi luôn. Xong Hòa kẻ eyeliner ở bên trong một xíu, xong rồi đánh son, xong rồi đánh phấn nền, xong đánh má hồng. Hết rồi, đâu có kích mí, dán mí hay là gì đâu. Sao chị lại làm ca sĩ á hả? Vì nếu mà không là ca sĩ thì chắc là chị cũng không thể làm một cái gì tốt hơn. Hôm nay thì dạo gần đây thì có một em bé đang sầu đa cảm make up cho chị, đó chính là bé Đàn Trinh. Mọi người ai muốn make up thì hãy book bé Trinh nha. Mặt mộc của chị á, chị cũng chẳng sợ gì cả ấy. Tại vì chị rất là hay, chị không thường xuyên livestream trên trên Facebook, nhưng mà chị thường xuyên livestream trên Instagram ấy, và chị lúc nào cũng để mặt mộc hết. Thật mà. Mọi người xem MV thì mọi người thấy thích nhất là đoạn nào? Bao giờ chị có show ở Hà Nội? Hình như là 25 tháng 3. Chị sẽ... tối mai... không phải tối mai. Không phải tối mai đâu. Mà là... xem nào, mấy giờ nào? Đợi chị một xíu nhá. Livestream. Livestream... trò chuyện cùng người nổi tiếng. Đây chị gọi. Ngày 17 tháng 3 lúc 14:45 11:45 phút thì chị sẽ livestream. Livestream đâu đây ta? Đây là chương trình livestream trò chuyện của người nổi tiếng. Cái này ở đâu? Thôi chắc chị sẽ thông báo sau. Mọi người nhớ lên thả tim nhá. đoạn chị cầm cái nước súc miệng ấy hả? Đúng rồi, đoạn đấy buồn cười.
À, thực ra đây không phải là tóc của chị mà đây là tóc kẹp. Tóc của chị thì đây, tóc thật đây. Nó ngắn, ngắn. Nó cũng dài rồi nhưng mà chưa đủ để dài như này. Thật sự ấy, trong MV sẽ còn có rất là nhiều những cái đoạn hay, xem vui lắm nhưng mà không vào, không cho vào MV được bởi vì MV dài quá rồi. Vì lần này ekip quay thật sự là rất là nhiều cảnh đẹp nhưng mà không cho vào hết được, cho nên là chọn ekip đang làm behind the scene và Hoàng nghĩ là behind the scene sẽ rất là hot. Mọi người hãy đợi behind the scene nha. Chị sẽ tổng hợp lại lịch diễn và sau đó thì thông báo cho mọi người sớm. Dạo gần đây thì anti-fan đã giảm đi đáng kể. Ngày trước Hòa livestream trên Facebook Hòa sợ lắm, cho Hòa không dám like luôn đấy, vì mọi người hay vào mắng, hay vào chửi, hay vào xúc phạm ấy. Thời gian gần đây thì không thấy ai nói gì nữa. Có phải mọi người đã yêu quý Hòa hơn rồi không? Hòa mi nhon như Học Viện Ngôi Sao à? À từ từ thì bây giờ thì Hòa cũng thế mà. Hòa mới giảm cân xong, mọi người không biết điều đấy à? Với cả là cái hồi Học Viện Ngôi Sao là mọi người nhìn trên TV vậy, bên ngoài gầy, gầy lắm, không phải gầy vừa đâu. Bây giờ hát một bài gì của Hòa đi. Mọi người muốn nghe bài gì của Hòa? Let me down. Ủa. Trong cảnh không hôn thật đâu em ạ. Da mặt á, da mặt để bí quyết mà nó hết mụn nha, chứ không phải là hết thâm nha. Vì hết thâm là một vấn đề rất là lâu, mà Hòa phải mất 3 năm mới hết thâm lận đó. Cho nên là mọi người hết mụn thôi thì mọi người, những ai mà không muốn hết mụn thì mọi người thứ nhất là không nên make up. Sau đó thì vệ sinh sạch sẽ và rửa bằng cái nước mùi loãng ấy. Mọi người biết không, càng sử dụng rất là nhiều những loại thuốc cũng như là skin care gì đó là nó sẽ làm cho mặt mình bị dầu hơn. Và nhưng mà đặc biệt là khi mọi người rửa mặt xong thì nhớ dùng toner và dưỡng ẩm nha, vì mọi người vẫn nghĩ là khi mà bôi dưỡng ẩm lên thì mặt sẽ bị dầu, nhưng mà không phải, bôi dưỡng ẩm lên thì mặt mới không bị dầu. Bởi vì khi mình không bôi dưỡng ẩm ấy thì dầu trong mặt nó tự tiết ra ấy, nó sẽ làm ra mụn. Alpha, cảm ơn các bạn Alpha Fan Club của anh Rocker rất là nhiều vì ngày ra mắt phim Linh Duyên đã đến. Gà có một mẹ mà. Nghe bài gì nhở? Nghe Mưa Nhớ nhá. À hết nám thì chị không biết rồi, chị không bị nám. Ồ, Hà Nội đang mưa hả? Hà Nội đang mưa, chúng ta nghe Mưa Nhớ đi để mọi người sẽ nhớ Hòa hơn đi. Nghe một tí đi. Let me down. Hòa mình gì? Đó, Hòa mình gì? Chị nghĩ
Ok, chúng ta sẽ nghe bài Mưa Nhớ. Và tất cả mọi người đang mọi người biết là cười gì không? Có một bạn, bạn từ nãy giờ hỏi rất là nhiều câu hỏi và họ cũng đã trả lời rất là nhiều câu hỏi rồi. Nhưng mà có một câu hỏi này rất là hay, là chính là họ đã đánh nhau vào chưa. Thì họ xin trả lời là ngày xưa là họ là đại ca Bắc Ninh, đại ca làng luôn, rất đầu gấu, rất là nghịch. Và họ đã đánh nhau với làng bên rất nhiều lần rồi. Còn chặn đường ấy, không cho đi học ấy. Bướng không? Nghịch lắm ấy. Trời ơi, Hòa cứ nói thế thôi chứ cũng chẳng vấn đề gì phải ngại cả. Vì anh là của em. Mưa Nhớ có biết không à? Mưa Nhớ đâu? Những bài hát hay. Đây rồi. Mọi người cùng hát với Hòa nha. Buồn nào bằng những lá thư viết vội, nhiều điều cần nói không thể nói hết, kể cả một giấc mơ mình cũng đánh dở dàng. Dần lòng mình xuống thì những mùa hoa theo gió cuốn đi, rồi anh sẽ thấy nắng sẽ vẫn vàng, bầu trời thì xanh, gió lạnh trên tóc. Chỉ là từ đây không còn tay em nắm chặt, dần lòng mình xuống, xếp những kỷ niệm ngây ngất cất đi. Là bao nỗi tiếc lẫn ngọt ngào, ngày ta mới gặp nhau nghịch câu xin chào. Ngày anh nói rằng anh yêu em một cái chân thành, khiến đôi mi em rơi sương. Ngoài trời mưa đang rơi tí tách, và cơn mưa đang rơi đang tí tách. Từng hạt mưa rơi nơi ấy, nơi thấy lòng em nơi đây. Rồi anh sẽ thấy nắng sẽ vẫn vàng, bầu trời thì xanh, gió trong lành. Chỉ là từ đây không còn tay em nắm chặt, dần lòng mình xuống, xếp những kỷ niệm ngây ngất cất đi. Là bao nỗi tiếc lẫn ngọt ngào, ngày ta mới gặp nhau ngày câu xin chào. Ngày anh nói rằng anh yêu em một cái chân thành, khiến đôi mi em rưng rưng. Ngoài trời mưa đang rơi tí tách, và cơn mưa đang rơi đang tí tách. Từng hạt mưa rơi nơi ấy, nói thấy lòng em nơi đây. Nhau nghe câu xin chào. Ngày anh nói rằng anh yêu em một cái chân thành, khiến đôi mi em ngỡ như anh bước về theo cơn mưa tí tách. Từng hạt mưa rơi nơi ấy, nói thấy lòng em nơi đây.
Hồi nhỏ mà lúc đánh nhau chị có chửi bậy không á? Thật sự thì nói bọn em là có luôn ấy. Kiểu như đã đánh nhau rồi thì làm sao muốn chửi bậy được chứ. Nói chung chị ghê gớm lắm. Nói chung là chị kiểu đanh đá lắm. Nói chung là kiểu chị nghịch lắm, bướng lắm. Kể cả là với bố mẹ cũng vậy. Chị đã có một cái thời gian mà không không nghe lời bố mẹ ấy. Là rất là bướng, hay kiểu trốn học đi chơi này, mà không phải là đi chơi gì gì các thứ đâu, mà chỉ là cứ đi lượn xung quanh các thứ thôi. Tại mình chỉ thích hát thôi mà. Đến mãi khoảng thời gian sau nghỉ hè lớp 10 thì chị đã ra Hà Nội để học. Thì bắt đầu đi làm kiếm tiền từ lúc đấy. Và sau khoảng 2 tháng thì chị không... Sorry. 2 tháng thì không xin tiền bố mẹ nữa. Cho nên là lúc đấy bắt đầu kiếm tiền được đồng tiền xong thì mình cảm thấy nó khó khăn dã man. Mình bắt đầu biết thương bố mẹ hơn và quan tâm bố mẹ hơn. Hòa lại một thời gian rất là hư, rất là nghịch. Thiên Tường Ẩm Thực, chương trình đấy rất là vui vì ekip của công ty Điền Quân đã cái dựng cái clip ấy rất là hay. Mọi người có thể xem gương cười nữa. Buồn cười lắm. Nói chung là cái việc mà chửi thề hay chửi bậy ấy, Hòa chỉ nghĩ một vấn đề như này thôi. Đó chính là cái đôi khi ấy, cái việc mà mình bị stress quá này, hoặc là đôi khi mình đi chơi bạn bè ấy, cái việc mà dùng mấy cái câu câu đấy á, nó làm mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn đấy, và nó làm mình vui vẻ bạn bè mình hơn. Tuy nhiên những câu đấy mà chúng ta dành cho những người mà chúng ta không quen biết, cũng như là chúng ta dành cho những người mà không xứng đáng, không đáng bị như vậy, thì thật sự nó khá là lố bịch. Và có rất là nhiều người như thế, đặc biệt ở trên mạng xã hội và đặc biệt ở trên Facebook, cho nên là Hòa rất là ít khi live trên này vì sợ lắm. Chị sinh năm 1900 bao nhiêu nhỏ? Fan của Hòa trả lời coi. Sao đấy chị Mui Hồng? Tóc này là tóc giả, không phải tóc thật. Bí kíp giảm cân á hả? Nhưng mọi người có nhịn ăn được không? Nếu mà nhịn ăn được và đi tập thể dục thì nó sẽ giảm được cân. Mọi người... Ai da, cục. Nói chung là chị, tính chị nó cũng khá là độc lập ấy, cho nên là mấy cả sau khi mà kiếm được tiền rồi ấy, mình cảm thấy mừng hơn nhiều lắm. Mình thích tiêu đồng tiền của mình hơn, không dựa dẫm ai cả, và nó sẽ giúp cho mọi người không bao giờ bị phụ thuộc vào ai hết. Âm thanh nhỏ quá hả? Nghe thấy chưa? Tiếng nhỏ đi á. Sao lại nhỏ đi nhỉ? Mọi người nghe thấy không? Mọi người nghe thấy chưa? Alo, alo. Ồ, đang làm theo của Hòa hả? Đang ăn khoai lang hả? Tức là sáng ấy mọi người dậy nha, mọi người uống một cốc nước chanh ấm, sau đó thì
khoảng 15 phút sau thì bắt đầu mọi người ăn một quả chuối. Một quả chuối và sau khi mà đến buổi trưa thì mọi người ăn mấy một hai củ khoai lang gì đó. Và tầm trước 6 giờ tối thì mọi người hãy ăn thêm. Alo, mọi người nghe thấy không? Ố, sao vậy? Mọi người ăn thêm khoai lang và bổ sung thêm hoa quả cũng như là rau, mua thêm cà chua bi ấy. Chị nấu ăn ngon không á? Chị khá là thích nấu ăn và chị nấu ăn cũng khá là ngon. Tức là tại vì vừa có người gọi cho chị, bố chị vừa gọi cho chị. Bố chị gọi không được cho chị vào xem livestream luôn rồi. Vừa nãy con gọi điện trên group trên Facebook ấy để ấy để gọi điện để nhìn thấy mặt mọi người, nhưng mà hình như lúc đấy bố đi đâu ấy, không nghe máy. Sinh nhật này chị nghĩ là chị sẽ offline ở miền Trung nha. Một vấn đề mà dạo thời gian gần đây đang có rất là nhiều người quan tâm, và đặc biệt là chúng ta cần phải quan tâm vấn đề đấy thay vì rất là nhiều những vấn đề khác trong cuộc sống bây giờ, đó chính là vấn đề ấu dâm. Hòa thật sự là bây giờ Hòa chia sẻ vấn đề này ra thì nó mang tính chất là mọi người sẽ không tin. Nào thôi, Hòa sẽ nói vấn đề về thời gian hiện tại này nhé. Bởi vì cái chuyện mà bị trẻ con ấy, nó bị ảnh hưởng tâm lý của một cái vấn đề kinh khủng ở tuổi thơ thì nó sẽ bị ám ảnh và nó sẽ bị đày đọa trong trí tưởng tượng cũng như là trong đầu óc rất là nhiều. Khi mà lớn lên, và có rất là nhiều người sẽ không thể lớn lên được, có rất là nhiều bạn đã không vượt qua được, và đôi khi mọi người còn tìm cách là rời khỏi cuộc sống nữa. Thế là Hòa nghĩ là cái vấn đề này mọi người cần phải lên tiếng và cần phải quyết tâm mạnh mẽ, đừng sợ cũng như là đừng im lặng. Mọi người, Hòa đã từng chia sẻ một cái post về vấn đề đó, nhưng mà mọi người biết sao, là bỗng dưng là bị chặn và bị xóa đi. Sao nhỉ? Hoa có lịch diễn ở Đà Nẵng không? Sắp tới chị không có lịch diễn. Với cả chị quản lý của chị đang ở nước ngoài cho nên là chưa về. Nói chung là ấy, chỉ có những cái vấn đề mà từ trước đến giờ Hòa chưa bao giờ chia sẻ cũng như là không muốn nhắc đến, nó chính là những cái chuyện cá nhân của mình. Bởi vì showbiz này mọi người hay mặc định lắm, hay mặc định là bất cứ những cái gì liên quan đến chuyện cá nhân ấy đều là hình thức PR cho bản thân mình trong sự nghiệp hết. Cho nên là nhiều nhiều ca sĩ, ví dụ như Hòa thôi, thì rất là ngại về những cái chuyện đấy. Mình thường trong những cái thời điểm mà mọi người đang để ý cũng như là đang đề cập đến quá nhiều ấy, thì Hòa sẽ im lặng. Và từ trước giờ Hòa lúc nào cũng im lặng về về đến đề đấy cả, và mọi người có thể phân biệt được với những người mà thực sự muốn mang chuyện đó ra để PR thay vì những cái người mà họ giữ im lặng để mọi chuyện trôi qua nhanh. Mọi người nên công tâm, phân minh, phân công minh, công minh, công 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 gì nhỉ, công tâm, công công tư phân minh hay gì đó, thì mọi người sẽ
hiểu được hơn về những người nghệ sĩ trẻ như Hòa. Kỷ niệm với thơ hả? Ừ, chị đang ngồi ôm đầu gối đây. Chị thích ngồi như này lắm. À, tuổi thơ của chị khá là dữ dội. Chị là một người rất là thích thể mấy môn chạy chạy điền kinh ấy. Chị đã từng chia sẻ chị là vận động viên điền kinh mà không ai tin. Rồi tham gia các hoạt động ở trường rất là nhiều, và chị ngày trước nghịch quá hay kiểu chặn các bạn ở làng khác đi qua để các bạn ấy đưa mình đi học ấy. Vì ngày trước lười lắm, đạp xe tận mấy cái số lận mới đến trường học cơ. Thế là lười quá. Lười quá thế là đợi bạn nào đi học qua cái bắt. À, tớ đi học cùng nhá. Thế là đi học. Xong rồi ngày trước ấy, tóc của Hòa dài qua đầu gối luôn ấy. Qua đầu gối luôn. Thế à? Lúc mà buổi trưa, các buổi trưa đi học ấy thì Hòa từng sẽ gội đầu. Mỗi lần Hòa gội đầu là đau lưng lắm luôn ấy. Xong rồi Hòa phải hất hết tóc về phía trước, xong rồi ngúi xuống. Xong rồi gội xong rồi xõa tóc ra, xong đi học, đạp xe đạp đi học thì tóc nó bay trong gió, thế là đến trường là khô luôn. Huệ Tinh giàu, Hòa hát hay mà, quan tâm một cái đó, cố lên em. Dạ em cảm ơn ạ. Ngồi vô duyên á? Đâu có gì vô duyên đâu. Vui mà. Ngày xưa chị học tốt không? Ngày xưa chị học không tốt đâu. Nói chung là, à ngày trước Hòa còn kể cho mọi người cái này nữa nhé. Đó chính là tóc Hòa dài quá và đẹp quá. Dài quá, xong rồi đi học. Ngày trước á, ngày trước á, nó có một cái phong trào, đó chính là nối tóc. Những ngày đầu tiên ấy là có những cái phong trào đấy ấy, là mọi người biết nhau, tóc Hòa rất là dài, xong rồi các anh chị lớp trên ấy, cấp 3 ấy, không phải cấp 3, à cấp 3, là không phải cấp 3, Hòa lớp 9, xong rồi Hòa đi học thêm để ôn vào trường cấp 3. Xong rồi mọi người thấy Hòa đi qua đó, mọi người vô, xong rồi vào với mọi người biết gì không? Lấy cái tóc ở trong này này, cắt xoẹt một cái luôn, một mớ dày rất là dày luôn á, để mọi người nối. Kiểu như bị bắt nạt. Chưa bị đánh bao giờ nhưng mà bắt nạt mấy cái chuyện đấy. Chị có mối tình nào thời học sinh? Tất nhiên rồi, nhiều lắm em ơi. Mỗi một cái lứa tuổi, mỗi một cái giai đoạn thì chúng ta có những cái tình cảm rất là thiêng liêng. Ngày trước á, hồi Hòa còn bé là kiểu nhà Hòa trước trước nhà Hòa có một cái ao, một cái ao rất là to. Xong rồi cái ao đấy thì trồng bèo, mọi người biết bèo không? Bèo là lục bình ấy. Thế xong rồi là cái bèo ấy nó không phải bèo như ở miền Nam mà nó cao như này này. Cao như dài như này luôn. Xong rồi chơi đồ hàng, chơi búp bê, mà chơi búp bê ấy là sẽ vặt cái bèo đấy nhá, lấy cái đầu của nó khoảng tầm một gang này nhá, xong rồi là cái lá bèo ấy thì phơi khô một xíu, xong bắt đầu bẻ thành tóc cô tiên này, xong rồi bắt đầu vẽ mắt vẽ mũi vào đấy để chơi đồ hàng. Xong rồi hôm đấy thì cái con bạn của Hòa, tức là con Luyến,
Con Luyến thì nó lớn hơn Hòa 1 tuổi, nhưng mà nó là nếu mà họ ngoại thì Hòa gọi mẹ nó bằng gì, nhưng mà họ nội thì Hòa lại phải gọi bố nó bằng ông. Cho nên là cả hai họ hàng Hòa chẳng biết gọi như nào. Thế là nếu mà họ nội thì Hòa phải gọi nó bằng bác, còn nếu mà họ ngoại thì nó phải gọi Hòa bằng chị. Thế là hai đứa xưng mày tao, thế là chơi với nhau, thế là chơi đồ hàng. Thế là nó mới xui dại Hòa là vặt cho nó một cái bèo đi để hai đứa chơi đồ hàng. Thế là Hòa đang vặt bèo thì cuối cùng Hòa bị trượt chân, thế là Hòa bị ngã xuống ao, thế là Hòa bị suýt chết đuối. Thế là may là chị Hoài nhìn thấy kịp, thế là vớt Hòa lên. Không thì bây giờ không có Hòa ngồi đây để nói chuyện đâu, không hiện tại bây giờ là một con ma nữ đấy. Ngày trước ấy, Hòa hay thích khâu búp bê lắm ấy. Hòa hay thích khâu khâu váy cho búp bê á. Còn một lần nữa nhá, chính là một lần đấy thì rất là nhiều những họ hàng của Hòa ấy kiểu gần gần bằng tuổi nhau, thế là đi chơi, thế là mọi người nhảy xuống cái ao đấy, là ao nhà ông Giang. Ao nhà ông Giang thì xong rồi mọi người nhảy xuống, mọi người bơi nhiệt tình lắm. Không, mọi người bơi một cách rất nhẹ nhàng, rất là kiểu là dễ dàng ấy. Không, mình là một đứa kiểu nhìn không biết bơi, kiểu như lúc đấy chưa biết định nghĩa bơi là gì luôn ấy. Thế là cũng nhảy xuống và nghĩ rằng là mình sẽ thật nhẹ nhàng như vậy đấy, nhưng mà cuối cùng là mọi người biết sao, thì là suýt chết đuối lần nữa luôn. Ý, Hòa có rất là nhiều búp bê luôn á. Để Hòa ra lấy búp bê cho mọi người xem nha. Đâu nhỉ? Mà bây giờ dậy sợ bị lộ hàng quá à. Rồi nãy giờ ngồi chân đặt lên đầu luôn này. Sao nữa nhở, còn chuyện gì nữa nhở? Ngày trước ấy, mọi người có ấy á, mọi người có hay cái kiểu gì nhở, đi chợ Tết không? Vào ngày 22, 26, 27 Tết ấy, mọi người có hay đi chợ Tết không? Mà ở quê ấy là chợ Tết khác lắm á. Thì kiểu ví dụ nhá, mỗi ngày đến Tết thì mỗi ngày đến Tết thì Hà cùng con Luyến đấy, cùng với con em nó tên là Quyên, và mấy đứa sẽ hẹn nhau là 26 Tết sẽ đi chợ Tết. Và cái chợ Tết đấy thì cách khoảng mấy km ấy, thế là mấy đứa quyết định đi qua cái cánh đồng để có thể đi đến đi đến cái chợ Tết đấy. Thế thì xuyên qua cánh đồng đấy nhá, thì cái chỗ chợ Tết đấy nó sẽ có một cái đê, mà một cái đê thì rất là cao. Thế là mà lúc đấy bọn Hòa còn bé, mà ở cái chỗ có chợ Tết ấy, thì là có nhà dì của Hòa là em gái của mẹ ấy. Thế là đấy là dì thì dì có một đứa con gái và một thằng con trai, thì thằng Thông với cái Giang. Thế là thằng Thông với cái Giang thì cứ Tết năm nào thì mấy chị em sẽ lại cùng hẹn nhau đi chợ Tết đấy. Thế nó sẽ dắt lên đê, thế là tập trung đấy. Là lực lượng huy động, phải đứng tập trung đấy, xong rồi ra các yêu cầu, là chính là khi mà đứa nào mà chỉ được một đứa đi xuống trước, xong rồi là chỉ một đứa đi xuống trước để mua những cái thứ đứa đấy cần, và sau đó thì phải lên đúng cái vị trí đấy để cái đứa còn lại đi sau. Xong rồi mọi người, hồi đấy cái con búp bê chỉ có khoảng 1.000 đến 5.000 một con. Thế thì Hòa chỉ mua được cái con 1-2.000 thôi, là một cái con bé bằng như thế này này. Còn cái con 5.000 thì nó rất là đẹp nhưng mà không đủ tiền. Thế là Hòa sẽ mua một con búp bê, sau đó thì đợi bọn nó mua hết đồ chúng nó, thế là cùng nhau xuống ăn bánh chưng. Tụ tập vui lắm á, xong lại đi bộ cánh đồng, xuyên qua một cánh đồng để trở về nhà.
Nhưng mà dạo này gần đây lớn thì không còn như thế nữa. À, chị chưa đi Hội Lim bao giờ. Cảm ơn mọi người đã khen bài hát. Thật sự thì bài hát cũng không phải là xuất sắc, họ biết điều đấy. Mà dù sao thì cũng đã cho ra mắt rồi. À, kể mối tình năm lớp 4 cái gì? Đó chính là như này. Bạn ấy tên là Hoàng. Và nếu mà Hoàng có đang xem livestream này thì Hoàng hãy vào comment nhá. À, bạn ấy tên là Hoàng. Và ngày trước trước khi mà Hoàng thích Hòa ấy thì Hoàng thích một bạn tên là Lan. Và bạn Lan đấy là cái bạn mà có trong bức ảnh mà năm 2017 mà chị đã up lên ấy, mà cái chị xắn cái quần ấy. Cái bạn mà bạn Lan đấy thì Hoàng rất là thích Lan, bởi vì Lan học giỏi này, rồi Lan Lan làm kiểu như là, nói chung Lan học giỏi, còn Hòa thì chỉ biết hát thôi. Mà không hiểu tại sao thì cô giáo lại chuyển là Hòa đến ngồi cùng với cả Hoàng. Là cuối cùng thì hai đứa ngồi cạnh nhau nhá, mà lớp lớp 4 nhá, không, ngồi lên lớp 5 vẫn ngồi cạnh nhau. Thế là cái hồi đấy thì tự dưng Hoàng đi qua cái chỗ mà Hòa ngồi ấy, thế là Hoàng lén đưa cho Hòa một mẫu thư. Hoàng bảo là bao giờ đi học về Hòa ở lại. Thế là Hòa ở lại, thế xong rồi Hoàng tặng Hòa một cái dây chuyền. Xong rồi mãi lên lớp 6 thì vẫn thích bạn Hoàng lắm, nhưng mà lên lớp 7 thì tự dưng bạn Hoàng không thích Hòa nữa. Chị học không giỏi, chị học chỉ biết hát thôi. Quan họ Bắc Ninh à? Việt cổ, chiếc nôi ngàn câu quan họ nằm kề kinh đô Thăng Long, chấn giữ kinh đô Thăng Long. Hội Lim năm nay vui lắm. Có Hội Lim này hả? Chị chưa vào đi Hội Lim bởi vì thấy đông là đông luôn đấy. Trong showbiz chị thích ai và không phục ai? Thật sự thì cái vấn đề này chị muốn nói ra, nhưng mà nếu mà chị nói ra thì nó sẽ thành một cái vấn đề khác, là ý là muốn chị sẽ kiểu như câu fame rồi này kia các nghệ sĩ khác, là chị xin phép được không trả lời câu hỏi này nhé. Hiện tại thì chị đang ăn chế độ low carb, là hàng ngày thì người ta sẽ ship đồ ăn đến cho chị, bởi vì mọi người ăn cái chế độ mà Hòa đã update là ăn khoai lang, vị chuối các thứ ấy, thì chỉ ăn trong vòng khoảng 1 tuần thôi, bởi vì nếu ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ bị dạ dày đấy. Còn ăn khoai lang thì rất tốt, cho nên là giống như việc bây giờ Hòa ăn cái này. Ăn khoai lang rất tốt cho da, và từ lúc mà Hòa ăn khoai lang thì da của Hòa rất là đẹp. Chắc có lẽ đến tầm 9 rưỡi là chị sẽ không like nữa nha. Tại 1 tiếng rưỡi lận rồi. Dã man.
Nói chung là khoai lang ấy nó giúp cho mình rất là nhiều thứ, và cái chất của nó chỉ bằng 1/4 cái cơm thôi. Tham gia The Race Mika, có phải muốn tham gia là tham gia đâu em, người ta phải mời chứ. Mấy cả chị cũng đã có nhiều bài hát để mọi người cho tham gia đâu. Sao mọi người trong lớp học vui nhộn, gọi chị là hoa chó á? Vì mọi người biết sao không? Vì là Lý Tử Long ấy, lúc mà Boo! Đấy, lúc đấy thì mọi người phiên dịch ra là tên của chị. Mấy hôm nay thì chị đang phải update để PR cho cái đợt comeback này của mình, cho nên là chị vẫn chưa PR được cho chị Giang. Thì cả chị Giang cũng khá là bận, cho nên là chưa cả share link bài hát cho chị nữa. Cho mọi người hãy share link bài hát cho chị nha. Khàn tiếng rồi. Da mặt thâm ấy hả? Thâm thâm Hòa không biết chị cách như nào luôn ấy. Tại vì phải hết 2-3 năm rồi mặt Hòa nó mới đỡ thâm luôn á. Thôi, từ nãy giờ đã nói rất là nhiều chuyện liên quan đến ca khúc này rồi, nói rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến bản thân Hòa, về tuổi thơ dữ dội của Hòa nữa. Nên là bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nhá. Và mọi người, lời cuối cùng thì mong là mọi người sẽ share bài hát Tìm Một Nửa Cô Đơn, share MV của bài hát về Hòa vừa ra mắt nó rồi, và mong là sẽ nhận được thật là nhiều sự ủng hộ của mọi người trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.